em là Thu Thảo và hôm qua thì ông Hoàng Kiều có xuống San Jose để phát rượu cho những bệnh nhân, và hôm nay là ngày mà ông Hoàng Kiều ở Orange County để làm một buổi tiệc tri âm đối với những bệnh nhân, vì ở Orange County đã nhận được hơn 1.000 bệnh nhân rồi, cho nên chúc mừng ông Hoàng Kiều và hy vọng là ông Hoàng Kiều sẽ thành công trong công việc thử nghiệm thuốc để có thể giúp đời và giúp người. Cảm ơn. Cái người ung thư đừng có uống, chỉ cho những người trong gia đình tôi. Và ngày nay thì ở đây là sau cái chương trình này đây thì chúng tôi là ngày mai chúng tôi bay qua Houston. Cái này là của đặc biệt của Tafit, tôi quảng cáo chúc tội. Hai vợ chồng nó là bạn của Sammy, nó coi như nó xuống đãi thì tôi ăn cái này, tôi thấy quý vị thử coi. Cái này chánh gà chiên nước mắm. Rồi các bạn quý vị ăn luôn ngoài đây. Cái nhà ông gia đình đã nói thành mọi người đi chủ đường hết. Và cái buổi tiệc đêm nay là coi như là để cảm ơn tất cả quý vị. Và cái số hồ sơ chúng tôi nhận được là 72 cái hồ sơ. Có nhiều người hỏi tôi tối nay tại sao ông đi mặc cái áo này. Tôi nói tôi là cũng bệnh nhân đấy. Thì tối nay tôi trình bày cái bệnh nhân của tôi cho quý vị ngỏ. Quý vị có ai trong này mà có cái coi như triglyceride tới 2730 không? Có ai không? Đây, thì bây giờ nói về tiểu đường. Ngày hôm nay nhiều người quận Cam được một bữa ăn vui vẻ với nhau. Món ăn thì thịnh soạn, được đãi bởi một đội đầu bếp có thể nói rất chuyên nghiệp từ Hummingbird Thousand Oaks xuống đây. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhân vật chính tạo ra cái buổi ngày hôm nay, ông Hoàng Kiều. Trước hết thì ông Hoàng Kiều, ngày hôm nay ông thấy mọi người tới vui vẻ với nhau, ủng hộ ông. Ông thấy như thế nào thưa ông? Thưa anh Lân, tôi thấy rất là cảm kích. Và tôi thấy cái sự trở về của tôi ở tại cái quận Cam này rất là huy hoàng. Bởi vì ngày 31 tháng 5, 2017, tôi ra đi ngậm đắng nuốt cay để ra đi. Bây giờ tôi trở về với 1.072 người bệnh nhân thôi nha, và cái người thân nhân gia đình. Và quý vị thấy đó là một cái điều. Tuy nhiên vẫn có những kẻ tôi coi thế đó, tôi đừng có nói, tôi không coi trên mạng, cũng Lân coi đi những cái vụ phỏng vấn của ba Lân. Xong rồi Lân phỏng vấn là nó nói Lân đầu trọc á, nịnh Hoàng Kiều đó, hiểu chưa? Nói chứ. Rồi coi trong đó, và tôi báo cho các bạn biết nghe, những người nào mà đưa cái ngón tay xuống vậy nè, đừng có long tông tương lai. Có đi đâu Hoàng Kiều cũng biết được hết. Và đừng có bao giờ dùng chữ cái thực phẩm chức năng của Hoàng Kiều. Hoàng Kiều, ông Hoàng Kiều đã nói rồi, coi của ông Hoàng Kiều thì không được để ngón tay chỉ xuống. Không. Mà phải để ngón tay chỉ lên. Không, tôi không bắt buộc cái điện ngón tay chỉ xuống. Các bạn có thể có những cái comment, các bạn có thể làm những cái việc gì, chứ các bạn đừng có nói có cái ngón tay chỉ xuống. Bởi vì cái ngón tay chỉ xuống nó, các bạn không làm gì được hết. Chẳng hạn như vụ đám cái tang lý tống, phải không? Các bạn biểu không có được đọc điếu văn, không có được làm cái này, không có được làm cái kia. Tôi làm đó, các bạn có thấy không? Bây giờ các bạn có nhục nhã không? Thấy không? Có phải nhục nhã không? Thành thử tôi yêu cầu những cái gì mình làm, mình phải nghĩ, coi thử cái hậu quả nó như thế nào. Các bạn có thể chống lại một người như Hoàng Kiều không? Trước khi đi hỏi vào câu hỏi chính, là có một số người hôm nay chúng tôi livestream họ có hỏi, thì hỏi một vài câu hỏi ngoài lề. Câu hỏi ngoài lề đầu tiên là những món ngày hôm nay, nhận thấy là có những cái món rất là đặc biệt. Ông cho biết là cái nơi mà cung cấp mấy cái món này cho ngày hôm nay, họ là ai? Họ là ai? Đó là Hoàng Kiều, đó là công ty mà tôi đem lên mình bước lên, đó là Kiều Sushi, đó là cái Tafit. Một câu hỏi thứ hai cũng có vẻ là câu hỏi ngoài lề, nhưng mà cũng do khán giả gửi tới. Hồi nãy ông mặc cái bộ đồ nào đó đó, mà người ta hỏi là tại sao ngày hôm nay ông Hoàng Kiều mặc cái bộ đồ đó?
ông giải thích cho họ. Ông thì không bỏ cái jacket đó rồi nhưng mà còn cái quần. Quay xuống cái xuống thấy cái quần của ông ấy. Tôi nói bây giờ anh nói như vậy thì tôi nói mấy cái người bà ở Houston hỏi là ai ông Hoàng Kiều, ai sắp sửa cho ông Hoàng Kiều mặc đồ mặc đạt vậy? Tôi nói tôi. Thì bây giờ anh hỏi cái câu lời đó hỏi có ai mặc bộ đồ đỏ như tôi không? Bởi vì tôi khác mà, phải không? Có ai bằng tôi không? À tôi bởi vì tôi mặc đồ bộ đỏ. Rồi, còn cái câu hỏi gì nữa? Rồi, bây giờ đi vào những cái câu hỏi chính của ngày hôm nay. Ông nói rằng là sẽ cần tới 3.000 người để mà làm một cái cuộc thử nghiệm như vậy. Có thể nói là số 3.000 người là một cuộc thử nghiệm lớn trong tất cả những cái vấn đề thử nghiệm y học. Tại sao là 3.000 thôi? Vâng, 3.000 bởi vì mình là người Việt Nam. Có ai dám, có người nào dám làm 3.000 không? Đó là Hoàng Kiều làm. Bởi vì chúng tôi muốn chứng tỏ cho thế giới biết rằng người Việt Nam chúng ta không có phải là cái loại hạng người giống như có một số người ở trên mạng. Người Việt Nam chúng ta biết đoàn kết. Người Việt Nam chúng ta có học, chứ không phải là không có học. Anh hiểu chưa? Và người Việt Nam chúng ta có đủ khả năng để làm đảo lộn tất cả những cái gì trong nghề hành tập. Và chúng tôi rất hãnh diện bởi vì người Việt Nam. Người Mỹ, khoan, để tôi nói cho anh nghe. Anh có công nhận cái nghìn nêu của mình ở đây không? Mình thống trị đất nước này. Và mình thống trị có một vài nước nữa về cái vấn đề phục vụ và về cái vấn đề sản phẩm. Anh đồng ý không? Đồng ý không? Về tướng tá kia này nọ mình không nói nhiều, nhưng mà ít nhất mình cũng có đại tá, trung tá, lúm tà la hay là tướng, phải không? Có không? Rồi, về vấn đề đóng tàu mình có cũng bà cũng ngon, hiểu chưa? Đứng thứ hai đóng tàu cái gọi là cái hàng không mẫu hạm lớn nhất trên toàn thế giới và có thể bắn thẳng lên, những cái đó là người Việt Nam. Về vấn đề dân cử, ít nhất mình cũng có một bài dân biểu ở tại tiểu bang Florida, phải không? Thì một ngày nào bà đó làm tổng thống là cái chuyện thường. Thành thử tôi rất hãnh diện vì các bạn. Nhưng mà tôi nói cho các bạn, tôi cũng rất buồn vì có nhiều các bạn cứ kêu là cộng đồng này, cộng đồng kia, một người cũng cộng đồng, hai người cộng đồng, ba người cũng cộng đồng. Có một cái thiểu số tầm thường, mình hãy gạt bỏ những cái đó đi để mình đoàn kết lại với nhau, mình sống, mình bao bọc, mình che chở lấy nhau. Và ý ông muốn nói là ông buồn là tại vì có nhiều cái tổ chức cộng đồng ở đây đó quá hay là như thế nào? Ý ông là như vậy phải không? Đúng rồi. Tôi hỏi anh lần ở dưới này, ông có cái chỗ này có bao nhiêu? Có bao nhiêu tập thể người Việt mình ở đây hồi Việt Nam Cộng Hòa, hồi cái thời Việt Nam Cộng Hòa mình có được bao nhiêu đảng phái, có được bao nhiêu cái tổ chức? Bây giờ ông có được bao nhiêu tổ chức? Ông cứ tính đi. Cả hàng nghìn cái tổ chức trong cộng này, tổ chức cái kia, ủy ban này, ủy ban kia, ủy ban nọ, cộng đồng này, cộng đồng kia. Bởi vì tôi ghét hai chữ cộng đồng lắm. Tôi nói thẳng lần như vậy. Tôi nói thẳng với các bạn như vậy. Bởi vì tôi nói đừng có nói chữ cộng đồng với tôi. Tôi chỉ dùng chữ tập thể người Mỹ gốc Việt. Có những người họ hỏi rằng là cái sản phẩm này đó nó có được FDA approval hay không, thưa ông nói cho rõ. Vâng, bây giờ tôi nói cho nghe. Cái sản phẩm này của chúng tôi làm, đương nhiên một cái nhà máy nào cũng vậy chứ, kêu là cái pharmaceutical company mà, thì phải được FDA approve chứ, phải chưa? Nhưng mà FDA approve không phải nói là cái FDA approve nó có hai loại. Một loại là kêu là prescribed drug, tất nhiên loại và biên toa thuốc đó, cho tôi thuốc có toa. Một loại thuốc không có toa. Chẳng hạn như tôi sản xuất aspirin, các bạn mua có toa không? Cái này của tôi là vậy. Hiểu chưa? Cái của tôi là tôi không kêu và tôi cũng nói. Bởi vậy tôi có nói cái gì đâu. Nhưng mà trên mỗi cái bao bì của chúng tôi đó, tôi không nói gì hết. Tôi không nói cái gì hết. Tôi chỉ nói dùng một viên ngày thôi. Tôi không nói là cái này chữa cho cái này, chữa cho cái này, chữa cái này. Tôi nói cái câu this statement không có gì hết nè. Nhưng mà tôi nói bởi vì thừa cái FDA, FDA tuy rằng tôi có hai cái patent. Một cái patent thứ nhất, nó cho tôi, họ cho tôi được claim là cái
những cái sản phẩm làm bằng nho của tôi được chữa trị một cách hiệu nghiệm bệnh tiểu đường trong người. Cái thứ hai, chữa trị được leukemia. Nhưng mà tôi đâu có dám nói với FDA như vậy, hiểu chưa? Thành thử tôi cứ nói, tôi chỉ dùng cái chương trình này tôi nói thử nghiệm thôi. Bởi vì các bạn giúp chúng tôi, sau khi tôi thử nghiệm thôi, tôi đưa lên cái này tôi FDA. Bây giờ các ông tính cái này với tôi sao? Mà tôi cũng cần FDA. Khi người ta dùng mà, người ta biết được, cũng như các bạn ở đây, các bạn biết rồi, có cần gì FDA, phải chưa? Nhưng mà chúng tôi có FDA đàng hoàng. Là có hai cách, một là over the counter và một là prescribed drug. Chúng tôi có FDA, có bằng chứng và có cái công ty mà làm chúng có ba giai đoạn. Công ty của tôi cũng FDA. Chúng tôi chỉ cấu tạo những cái công thức, rồi chúng tôi đưa cho một cái công ty khác để FDA ở Minnesota để họ làm thành bột. Rồi xong đấy thành bột rồi mới đưa về cái pharmaceutical. Và tôi nói cho các bạn nghe, cũng vì các bạn đừng có hại người Việt Nam với nhau, tôi đã có những cái bằng chứng. Là trong thời vừa qua, tôi nói về cái vấn đề của tôi, lắng nghe chưa? Tôi không bao giờ tôi đá động tới Fukudan, nhưng mà đã có những người bị rắc rối vì Fukudan. Tôi nói như thế thôi. Và đừng có vạch lưng cho người ta xem lưng. Và các bạn phải nhớ rằng cái nếu mà mình nói ra những cái gì đó, mình phải có cái nhớ nè. Nếu nói FDA thì có FDA, phải luật lệ đàng hoàng. Chứ đừng có bừa bãi quảng cáo, bừa bãi nói cái này có chữa trị ung thư, cái này có chữa trị. Tôi có bao giờ nói đâu. Nói về cái việc chữa trị thì nhân đây cũng muốn hỏi ông để ông nói cho rõ. Có lúc thì nghe đâu đó ông nói là chữa trị, lúc thì ông nói là không chữa trị, không muốn nói là chữa trị. Nhân đây ông có thể nói là ông có muốn nói rõ ràng là sản phẩm này để chữa trị bệnh gì hay là không chữa trị bệnh gì hay không? Ông nói dùm cái điều đó. Tôi nói với anh Lân xác nhận lại một lần nữa, cái này chúng tôi không chữa trị. Chúng tôi dùng cái công cuộc để chúng tôi thử nghiệm. Chúng tôi thí nghiệm thôi. Thí nghiệm thôi. Nhưng mà những cái bằng chứng anh Lân thấy không? Có được hùng hồn không? Tiểu đường có phải không? Ung thư có phải không? Đã có bằng chứng. Hoặc những viêm gan lại B có phải chưa? Nhưng mà chúng tôi không nói. Chúng tôi chỉ nói đây là cái cuộc thử nghiệm. Và nhớ rằng cái cuộc thử nghiệm để, bởi vậy chúng tôi mới cần 3.000 người để chứng minh cho thế giới rằng cái cuộc thí nghiệm của mình. Bởi vì anh Lân biết sao? Tất cả những cái người công ty, chẳng hạn như công ty khác, chẳng hạn như cái người mà đăng lên cái những cái mà cái study, cũng như công cuộc của tôi study với ông Michael Đào, đâu có họ đâu có đăng. Anh hiểu cho, thành thử phải nhớ rằng là đây chỉ là công cuộc thử nghiệm để coi thử cái sản phẩm đó có được không. Đây. Câu hỏi này thì nó tiếp nối với lại cái phần phỏng vấn lần trước, có vẻ rất là nhiều người quan tâm. Ông có nói tới câu là ông sẵn sàng mướn một chiếc tàu đi về Trường Sa, ai có muốn đi với ông hay không. Thì có nhiều người thắc mắc là không biết là ông nói cái điều đó rất là nghiêm túc hay không, hay là ông buộc miệng ông nói ra. Ông xác nhận cho một lần nữa về cái việc đó. Rồi, tôi hỏi anh Lân thế thì kỳ rồi anh Lân đi về Hoàng Sa có cái mục đích gì? Trường Sa. À Trường Sa, xin lỗi, Trường Sa ông là có mục đích gì? Ông nói tôi nghe. Anh nói tôi nghe rồi tôi trả lời. Anh nói ở Trường Sa thì cái mục tiêu là để tới để đưa tin về cái hiện trạng của Trường Sa hiện nay. Cái vấn đề chủ quyền của Việt Nam nó ra sao ở trên cái quần đảo Trường Sa? Thế thì Việt Nam có chủ quyền trên quần đảo Trường Sa không? Anh trả lời tôi, cái Việt Nam có chủ quyền trên quần đảo Trường Sa không? Hiện nay theo cái ghi nhận của chúng tôi thì hiện nay Việt Nam đang có chủ quyền ở trên đó. Rồi, thế thì bây giờ tôi hỏi, thế thì khi các bạn chống cộng phải không? Các bạn biểu đánh Trung Cộng phải không? Bởi vì mình không có chủ quyền trên Trường Sa. Anh rõ chưa? Có nhiều người nói như vậy, mất Trường Sa rồi, Hoàng Sa mất rồi, Trường Sa cũng mất rồi. Thế thì ý muốn tôi nói nè, các bạn mà chống cộng đó, các bạn mà muốn thương Việt Nam, các bạn là người Việt Nam, các bạn chống cộng phải không? Thì các bạn về với đất nước, hiểu chưa? Đất nước cũng chống cộng, đất nước cũng là đánh với Trung Quốc. Khi nào các bạn mà đánh với Trung Quốc, bên Việt Nam đồng ý đánh với Trung Quốc, thì tôi sẽ sẵn sàng yểm trợ, tôi sẽ sẵn sàng kêu gọi các bạn, thử các bạn nào dám đi về Việt Nam với nước Việt Nam là nước cộng sản, tôi nói như vậy để chống Trung Quốc không? Có về không? Đó là tôi đó.
Ông có nghĩ có khi nào nếu không phải là ông thuê chiếc tàu thì có một dịp nào đó chính ông sẽ ra Trường Sa hay không? Ông có cái ý định đó một ngày nào đó hay không trong tương lai thưa ông? Thưa ông, thưa anh Lân, anh dám đi Trường Sa? Tôi thì tôi chưa dám, là bởi vì tôi chỉ đi Trường Sa khi nào mà thấy có cái coi như có cái nguy cơ là Trung Quốc lấn chiếm Trường Sa. Tôi sẽ kêu gọi các bạn tối cùng về với đất nước Việt Nam chúng ta để giữ Trường Sa. Xin cảm ơn rất nhiều. Ông có điều gì để nói kết luận cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay? Rất là nhiều điều thưa ông. Rồi, cảm ơn Lân. Lân rất là cảm ơn rất Lân. Lân là bởi vì cái loa cũng lớn. Bởi vì Hoàng Kiều mà thích hoa Lân đầu trọc là bởi vì cái loa lớn. Cái loa bây giờ cũng có gần 1 triệu người rồi, phải không? Gần 1 triệu người subscribe mới rồi. Cái chuyện đó 700.000 rồi. Và Hoàng Kiều, nhân đây cũng kêu gọi các bạn luôn nghe. Muốn xem cái Hoàng Kiều Lân này, làm ơn subscribe dùm cho ông Lân, bây giờ gần 1 triệu rồi. Hoàng Kiều chỉ có mới 3.000 nữa, tối nay mới coi có 3.000 thôi. Thành thử các bạn muốn xem những cái chương trình của Hoàng Kiều thì xin quý vị hãy subscribe, hãy share với những cái lời nói của Hoàng Kiều. Đó là những cái lời nói chân thành và những cái lời nói thật nhất để cho chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, mình cùng vươn lên. Và các bạn cũng phải hãnh diện chứ. Ví dụ như Hoàng Kiều, có các bạn là hãnh diện của người Việt Nam không? Khi Hoàng Kiều là cái người đã có một cái thử nghiệp trong cái lịch sử của y học, trên chẳng những trên Mỹ mà trên toàn thế giới, dùng 3.000 người Việt Nam để thử nghiệm. Và cái thử nghiệm đó nếu nó thành công, mà nó sẽ thành công, thì chừng đó thôi, nó thành công độ 60% là cũng được rồi. Nên các bạn thấy không? Ví dụ như FDA mà ví dụ chữa cancer chỉ thêm được 60 ngày nữa thôi, cho người ta thống thêm 60 ngày nữa thôi, là FDA nó 3 tháng nó phải chấp thuận. Tôi không cần. Tôi không cần cái chuyện đó. Và các bạn cũng nói tôi rồi nhiều khi, các bạn nói ồ, bây giờ ông Hoàng Kiều, Lân, mình phải nói lại những cái đó. Nó kêu FBI tới bắt tôi. Các bạn chứ, các bạn nào bây giờ tôi thách các bạn nào đó, biểu FBI tới điều tra ông Hoàng Kiều để bắt Hoàng Kiều đi, tôi thách đó, hiểu chưa, tôi thách đó. Đó, vậy thì tôi nói như vậy để các bạn phải nghĩ đi, tự lấy xấu hổ lấy, tự lấy xấu hổ. Và tôi nói cho biết, tôi bây giờ tôi đứng bận đó nghe, về cái vụ thử nghiệm nghe. Tôi nói cho biết, sau khi mà tôi làm cái chương trình tạ tình xong, tôi đem băng nhạc, băng đồ về đây rồi đó, tôi báo cho biết, tên nào mà lạng quạng với tôi trên YouTube đó, không bao giờ được lên YouTube nữa. Tôi dám nói câu xanh giờ như vậy. Hiểu chưa? Bởi vì YouTube nó nợ tôi nhiều lắm. Cả 100.000 cuốn video của tôi, cả 100.000 cái nhạc Hoàng Thế Tơ, nó ăn cắp hết. Tôi nói cho biết. Vâng. Xin cảm ơn ông Hoàng Kiều rất nhiều. Rồi, tôi chúng ta vừa mới nghe những cái chia sẻ rất là chân tình của Hoàng Kiều mới đây. Và một lần cuối cùng, hãy subscribe Phobosa TV và hợp subscribe Kiều Hoàng Channel trên YouTube. Rồi, cảm ơn câu chuyện chấm dứt ở đây và xin hẹn gặp lại trong những lần tới. Đó là những cái.